có nhiều người có tiền thế nhưng bọn em còn chả dám vào, chả dám chơi, chả dám nói chuyện. Đây, đây là một cái condo hai phòng ngủ. Cái này là bao nhiêu nhỉ? Bao nhiêu? Tính diện tích ở thực là 65 mét ạ. 65 mét thì nó tương ứng với khoảng là đi 600 hơn 600 square feet nhé. Đi vào cái là đây là một cái buồng ngủ, một cái buồng nhà cầu này. Đây là cái nhà cầu, một cái nhà cầu cũng rất chi là rộng rãi nhé. Nhà tắm đứng cũng rất chi là đẹp chứ có phải không đâu. Cũng có hệ thống hút hơi này. Đó. Rất chi là rộng rãi. Đó. Đây là buồng bếp. Đây là buồng bếp này. Buồng bếp đây cũng ok, cũng rất chi là rộng mà đây nó thiết kế nó rất chi là vuông vắn sát cạnh nhà ấy nhỉ. Chứ nó không méo. Đây này, đẹp. Này nó rộng chị ạ. Đây đây là bếp. Bên này cái đỗ giá đậu xanh đổ đi không ăn nó vừa. Đây là khu bếp. Đây là một phòng ngủ nhỏ. Còn đây là còn đây là khu bồn khách đây. Bồn khách cũng ok, cũng nhỏ nhỏ một chút để thấy nhưng mà cũng được. Phòng khách đây, phòng khách còn đây là ban công nhé, ban công lâu hay lâu mấy nhỉ? Lầu 3, đây là ban công. Đây là ban công làm trồng lan đẹp thế, ban công rộng nhỉ? Mà bây giờ Việt Nam mình đây là máy điều hòa nó cũng giống như là điều hòa đó, toàn nhà nó giống như bên đó rồi nhá. Chứ không như hồi xưa là cứ một phòng mới phải lòi đít bên ra bên ngoài nhỉ. Điều hòa âm trần này và hệ thống nước nóng là toàn cả khu nhà giống toàn, như khách sạn 5 sao ấy. Nước nóng là toàn giống như bên bên Canada rồi nhá, chứ không có phải là một cái hồi xưa là cứ một cái nhà cầu là có một cái bình nước nóng lấu đúng không? Đúng rồi. Bây giờ là toàn bộ nhá. Nước là nóng nước đấy là toàn bộ là toàn nhà luôn. Đây là một buồng ngủ đấy cũng đẹp ấy. Đấy. À, những cái chân là những cái e này hiện là chứ ở đây mùa đông thì có lò sưởi có lắm luôn. Nó không rét để mà sưởi dùng lò sưởi gì ạ. Đây là một buồng ngủ đây thì cũng rộng rãi lắm. Đó. Một buồng ngủ. Closet âm thì cũng ok nhá. Đây, đây này trong cái buồng ngủ này thì cái này nó gọi là master room ấy. Vâng ạ. Bên chị nó là cái master room ấy. Vâng. Thì cái master room này nó có nhà cầu, nhà tắm. Nhà tắm đứng. Hệ thống hút hơi. Đó. Cũng ok đó. Nhìn nó cũng ok. Đó. Mà những cái nhà cầu ở bên này nó còn xịn hơn bên đấy. Hệ thống tự động ấy đủ thứ. Thế sau đây là một buồng ngủ này, sau nãy bên này là một buồng ngủ nữa. Và một cái lô ra ban công để máy giặt. Thế coi như là bên này là không có nhà cầu, nhà tắm, bao nhà rồi tắm gì kia, chung với bên khách. Cái này chung khách thôi đúng không? Ô phòng này có vẻ rộng hơn phòng kia. Không, phòng kia rộng hơn phòng này. Ai đây à? Đây một phòng nữa đây. Đây trẻ con ở nó vừa rồi. Trẻ con thì nó nhiều đồ thôi, chứ còn đấy một phòng đây. Cái tủ âm này nó có sẵn này, lúc mình về mình mới đặt. Em làm đấy chị. Con. Đó. Đây hai buồng. Đây chắc tủ âm trong này. Cái này là cái gì? Cái này là phòng áo đấy. Cái này là phòng ấy, phòng để máy máy giặt. So với tiền của người ta chơi quần áo. 10 một căn rồi đấy. Đó, cũng đẹp lắm. Thì tính ra cũng hơn 600 square feet cái căn này. Dạ hơn 600, 65 mét luôn. 65 mét luôn. Mà mỗi square feet là 30 phân thì nó là bao nhiêu? Cộng nó bao nhiêu? Không biết. Nhân với 30. Ui em có biết nhân cái đấy đâu. Phải thế à? Cái này phải bỏ anh nào. Đẹp phết đấy. Đó. Đây là toàn bộ hành lang. Nó không để ở đấy bỏ. Hành lang của bên ngoài rất chi là rộng rãi. Mà hành lang này là toàn có máy lạnh. Nghe mà có những cái người ta đi thờ linh, người ta đi người ta thờ linh lúc nào cũng sạch sạch lầu như khách sạn 5 sao nhỉ? Lúc nào cũng sạch. Tiêu chuẩn. Cầu thang ở đây cái tòa này nó ít căn lắm nên ra là mình chỉ gọi mấy dây nó lên đến nơi rồi. Mà ô cửa rất là rộng chứ. Rộng. Đấy. Nhìn cái cửa. Cửa này cái cửa vô cùng là rộng. Độ 5 giây là đã lên đến cầu thang rồi, cầu thang rồi mình đã lên đến nơi rồi đấy. Số đây quay sạch. Đây toàn bộ hệ đi ra là hệ thống an ninh này.
Đây, đây là cái sảnh của building. Ờ, đó kia là bể bơi có rồi. Bể bơi quay rồi. Bên đây sảnh, đây đi vào đây này. Bể bơi này, sân bóng đá này, sân bóng rổ này, sân tennis này. Bể bơi này, phòng tập gym miễn phí này, nhà sinh hoạt cộng đồng có bóng bàn này. Đó. Có hết. Có nhà đi vào đây thì cũng giống như bên kia là phải có người đưa vào đây, cái này của Vinhomes. Toàn bộ đây là của tập đoàn ông Phạm Nhật Vượng nữa. Thực phẩm làm đẹp, ăn uống chăm sóc sức khỏe có hết. Đó. Khu này là khu tòa nhà của Vin, ông Vinhome của tập đoàn Phạm Nhật Vượng xây rất đẹp. Không biết là cái căn thiết mình xem nó quay về hướng nào. Đây là xem nhà nó. Ừ, nhưng mà nó quay về hướng nào? Mình muốn xem nó quay về hướng nào ấy. Để mình thấy view của nó như thế nào thì đẹp. Đây là khu chung cư của Vin. Đây có 3 cái tòa này. 3 cái tòa này là... Mỗi một tòa là bao nhiêu? Mình kiểu nó cư dân, nó bình dân hơn bên này. Là tòa bên này nó rẻ tiền hơn bên này hay cũng tiền giống nhau? Sao đạo ngày không trước kém nhiều. Ngày trước ấy, thì nó cũng không kém nhau đâu. Nhưng đến bây giờ mọi người ở ấy, thì bắt đầu nó mới sinh ra là thấy ở bên này nó không chất lượng bằng bên này. Tức là bên này nhé, em lấy ví dụ như cái thang máy thì chị vào thì chắc chắn rằng là để gọi là một mình một thang máy thì nó hơi ít. Nhiều khi là 6-7 người, có khi là đông hơn. Cái hai nữa nhưng mà bên này thì là xây sau phải. Bên này cũng kiểu mình ở nông thôn, toàn kiểu dân tình nghèo nên ở ấy. Nên là cái văn hóa của người ta nó cũng không được chuẩn chỉ. Còn bên này thì toàn những kiểu như là những cái nhà mặt đất kia, người ta mua thêm căn hộ ở đây để cho bố mẹ già lên ở, muốn ở chung. Và cho con, kiểu như con nó lớn rồi cho nó ở riêng thì lúc nào nó thích riêng đấy. Nó lên nhân viên văn phòng thì thế này còn nhiều căn hộ này. Hết rồi thì thôi cứ để lúc nào mà nó có thì cô Nhung có chọn mua xem để biết thôi, chứ còn xem để biết khảnh chơi ấy thôi. Bên này nói chung là không có nhiều căn bán, bên này thì có nhiều căn bán hơn. Bên này kiểu như mọi người tỉnh nẻ lên nhiều. Đại khái là cứ khái niệm là như vậy. Lúc nào có cô Mai có chộp ra xong để làm hàng xóm với nhà cô Mai. Em cũng mua được cho hai đứa em 200 liền nhau. Rất may là có hai cái chị đấy nó là dân đầu cơ. Thế là tìm được hai người liền nhau người ta cùng bán tới. Anh ơi, đây là đi ngang sang đây cái hồ bơi bên đây, kia. Đây đi thẳng đấy. Đi đây ra hồ bơi thôi. Đây khu này bé lắm. Nhưng mà đi hồ bơi bên kia xuống. Ở cái Nhung nó bảo là mấy nữa và làm cho trả cho cô Mai trong đấy. Đấy. Đây thì đi hồ bơi đây. Thì mình đại khái là cứ khái niệm vậy. Cư dân mấy tỷ nó sẽ khác với cư dân mấy tỷ rồi. Người ta phải phân biệt thế nó mới có giá trị của người. Nhưng ta. Mà bên đấy cái phục vụ nó cũng khác bên này. Tất nhiên rồi. Nó bên đấy là bên đấy phục vụ nó liềm lở. Mà cái nhà tắm nó cũng rất chỉ là rộng, có cả nước tráng, nước trục. Đây là đánh bàn cờ đấy anh này. Đây, khu dưới cả bên chung cư này có cả bàn cờ đấy. Khu dân chung cư này cũng đẹp. Tính ra cũng rẻ đấy. 200.000 một căn. Đó. Chuỗi siêu thị lợi ích. Siêu thị nó bán gì kia anh nhỉ? Thực phẩm ích gia đình. Ô tiện nhỉ, siêu thị ở bán ở ngay dưới chân building. Đấy. Cần mua cái gì xuống đây tiện nhỉ? Ô anh rơi cái gì kìa? Túi anh cái gì mà có lắm cái đồ gì đấy? Chắc mẹ. Ôi trời ơi. Đấy, khu chung cư đẹp nhỉ, khu chung cư này. Khu chung cư nó cũng giống chỗ kiểu như là giống như của Susan ấy nhỉ. Nhưng mà nhà đây nó đẹp hơn nhà Linda Susan. Nhà Linda xấu hơn. Bên người ta xây tòa nhà này là xây sau của bên kia, đâm ra người ta cũng rút được nhiều cái kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm ra. Người ta cũng rút được nhiều. Đẹp hơn nha. Hai nữa là nói gì thì nói. Tập đoàn ở đây thì đương nhiên cái chất lượng công trình xây đúng quanh đây thì
cái đội giám sát với cái đội bộ mặt của nó bao giờ nó cũng phải hơn so với những cái chỗ đàn kia. Bình thường. Nó ngay cạnh head office này rồi. Cái nhà ông Vượng ông ở ngay gần kia nữa. Chúng đội văn phòng này là cái đội mà bản thân người ta cũng là cư dân ở đây, hai nữa là người ta giám sát ở đây, mà ví dụ như công trình ở đây có vấn đề gì thì cái đội này có mà bị kỷ luật hết. Đây là bộ mặt của riêng nữa rồi đó. Mấy đất là đất cũng là ông Vượng ở đây nữa đúng không? Thì ông cũng làm phải làm cho nó ngon lành cành đào. Cái chất lượng building đây, những cái tranh vào sau những cái phòng mà bê dịch thì là còn sang hơn bên anh nhiều. Đẹp hơn ấy. Bởi vì đây anh nghĩ là những cái khu building này nó cũng phải là 4 năm sao rồi. Thực ra thì bây giờ cái mặt bằng công nghệ như này thứ nó còn trọng giá nào thôi, chứ còn thì bây giờ thế giới anh biết có tranh nhau mấy đâu. Bây giờ các bác ở bên kia chúng ta được 4 năm cái là bọn em bên này lại bắt chước như thế này. Quan trọng nhất là bây giờ cái phân khúc khách hàng ông Vượng ông sẽ tính, hoặc những nhà đầu tư sẽ tính là mình bê như thế thì cái chi phí sẽ hết bao nhiêu, và bao nhiêu người sẽ sử dụng cái sản phẩm đó. Đấy là cái quan trọng người đầu tư. Chứ còn bây giờ về công nghệ, kể cả về mặt y học, em nói anh ấy, kể cả về mặt y học thì ở Việt Nam bây giờ những chỗ như Vinmec nó chỉ đi sau bên kia khoảng độ tầm nhiều cái còn đi trước, bởi vì tại sao bên này nó được tụ được cả châu Âu, châu Á các thứ. Nói thật nha, ví dụ như kể cả fashion, như quần áo, bên này nó đi mốt trước hết bên đấy. Bên châu Âu, bởi vì bên này nó tự dưng bên châu Âu. Cái mốt đấy thì chị nói thì công nhận, nhưng về y học thì không thể nào. Không, y học thì không ấy, nhưng mà ý nói là... Cái mốt thì chị phải hiểu như này này. Cái người Việt Nam mình ấy, nói chung mà cái người Đông Nam Á nói riêng, nói chung mà Việt Nam nói riêng ấy, nói về những cái mốt quần áo, cái thứ vân vân thì chắc chắn là người ta sẽ để ý hơn. Chứ còn người châu Âu là người ta bảo thủ lắm, bao nhiêu năm nay người ta vẫn những cái bộ của người ta nó quen thuộc. Còn... đây nó là giao thoa của giữa Đông và Tây. Nó vẫn hơn, nó nhanh hơn. Nó về mốt quần áo thì đây mới Trung Quốc thì nhanh rồi. Kể cả nhá, y học kể đây nhá, tại sao đây máy móc vẫn tân tiến hơn bên đấy? Bởi vì tại sao bên này nó là tư nhân, người ta bỏ tiền ra. Thành thử ra ấy, là người ta đầu tư những cái máy móc nó tân tiến. Còn bên kia ấy, là bên Mỹ ấy, thì nó khác. Bởi vì bên Mỹ thì nó đi trước thì nhanh, bởi vì tại sao nó cũng là cổ tư nhân, anh phải trả tiền. Nhưng thằng Canada ấy, thằng Úc ấy, nó còn, nói chung là cái thằng Úc là đi cuối cùng. Nhưng thằng Canada ấy, bởi vì sao, nó giống như hồi xưa mà anh em mình hồi xưa bao cấp của chính phủ đấy, nhà nước đấy, là nó chỉ có thế thôi, bởi vì nó cái gì nó ngồi nhà nước mà. Thế thành thử ra nó có đầu tư những cái ấy đâu. Thì coi như chỗ building em là cũng là một số người ta cũng homestay luôn, tại cả người ta không dùng đến thì người ta cho thế. Thực ra ở đây thì lại xuất phát như này, xuất phát từ nhu cầu thì bắt đầu người ta mới cung. Chứ không phải người ta cung để có cầu. Đấy là xuất phát thế. Tức là những người mua ở đây thì người ta không phải người ta mua để mục đích làm homestay, mà người ta mua thì bắt đầu là người ta mua để ở, hoặc người ta mua để đầu tư. Thế thì khi cái nhu cầu của một số người có thì người ta mới lên, bọn em có cái nhóm mạng xã hội trong nhóm này của cư dân này, thì bắt đầu người ta mới hỏi nhà nào mà trong cái tháng này không có nhu cầu ở thì cho mình thuê, vì thì có thuê nhóm group kia. Thế là bắt đầu chẳng hạn như là Tết bọn em không ở đây, bọn em về quê bọn em ở. Thế thì cái Tết đấy mà ví dụ bọn em mà muốn có được một tí tiền thì đấy, mình không ở 1-2 tuần mình cho thuê 1-2 tuần để chống năm gì. Có cái văn hóa là ở 1 tuần hay 2 tuần thì vẫn phải tính tiền một tháng, chứ không có tính theo ở bên kia thì là tính theo ngày. Nó gọi là Airbnb.